Sau nhiều vụ xả súng tại trường học, chính quyền của Hoa Kỳ đang cân nhắc cho phép các bang sử dụng quỹ giáo dục để trang bị súng cho giáo viên. Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ đang cân nhắc sử dụng nguồn ngân sách trong chương trình hỗ trợ học sinh và cải tiến học vụ để mua súng trang bị cho giáo viên trong các trường học. Sau vụ xả súng trường học tại Parkland, Florida vào hồi tháng 3 khiến cho 17 người thiệt mạng, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật an toàn trường học trị giá 50 triệu Mỹ Kim, cho phép chi tiền mua máy dò kim loại và các thiết bị an ninh khác, nhưng cấm trường học không dùng tiền này để mua súng. Bộ giáo dục của Hoa Kỳ cho rằng chương trình hỗ trợ học sinh và cải tiến học vụ không có quy định cấm mua súng bằng tiền ngân sách liên bang. Điều này cho phép Bộ trưởng giáo dục bà Betsy DeVos phê duyệt hoặc từ chối bất cứ kế hoạch chi tiêu mua hoặc huấn luyện vũ khí nào của các bang. Hiện tại các bang có thể phê duyệt chương trình cho phép giáo viên và nhân viên mang vũ khí vào trường học có ít nhất 14 bang đã quy định cho phép giáo viên mang súng tới trường. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ bang Connecticut, ông Chris Murphy, cho biết sẽ sửa đổi một dự luật để ngăn bộ giáo dục cho phép các trường học sử dụng ngân sách liên bang để mua súng. Trên Twitter, ông Murphy đã chia sẻ một kiến nghị để nói với Betsy DeVos là không có súng trong lớp học của chúng ta. Nhưng một số giáo viên đang ca ngợi ý tưởng sử dụng tiền liên bang để mua vũ khí một cảnh sát ở Bắc Texas nói rằng trường học sẽ hưởng lợi từ việc này. Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi các giáo viên vũ trang để đối phó nguy cơ xảy ra xả súng trường học như những vụ gần đây tại Florida và Texas. Ông đã lập một quỹ ban an toàn trường học do bà DeVos dẫn đầu để tìm ra những biện pháp an ninh có thể ngăn những vụ xả súng trong trường học. Đầu năm nay, ủy ban đã lập một quỹ trị giá 1,8 triệu Mỹ Kim để huấn luyện cho học sinh các trường công lập và trung học cách giúp đỡ nạn nhân bị thương trong các vụ xả súng